ao sạch hiểu đó tôi là bây giờ cái cũng sẽ nó gồm bốn cách giảng xong là mình kết thúc hình nó không chịu lên kỳ lạ gì không chịu lên thôi nó mới có 7 phút rồi. À, 7 phút nó sẽ lên tại vì con không nó có 7 phút sáng nè. Dạ đúng rồi nó sẽ lên đấy, tại vì phải con máy cái máy này tại vì thay thay tắt máy tại vì 7 phút cái này nó làm nói không dạ nói đây cứ dùng nó mất vậy lên lên cho nó mở công dạ từ từ cái máy nó máy nó còn nóng rồi nãy giờ con tắt thay nó xài. Rồi bốn điểm xứng là gì? Tôi nhắc lại nữa nhắc kiến tôi xấu hổ luôn. Mọi hoạt động của mình đều là hoạt động của sáu căn, xem chưa? Bây giờ mình đi toilet hay mình nấu ăn hay là mình đi làm gì thì cũng là sáu căn làm việc đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì là mình mọi hoạt động của mình của chúng sanh từ con người cho tới con thú nó đều hoạt động của sáu căn này. Mà nếu mà hoạt động đó nó được thực hiện bằng tâm lành thì mình gọi đó là thiện nghiệp, nó sẽ tạo ra sáu cái cảnh trần như ý. Còn nếu mà sáu căn mà nó biến sáu trần bằng cái tâm mát thì nó sẽ tạo ra cái quả là sáu trần bất toại, thấy chưa? Mà khổ một chỗ là đối với cái người không tu hành á, khi mà họ đón được cái quả lành thì họ đón bằng tâm tham. Mặc dù cái quả lành hồi xưa là nó có do tâm thiện, nhưng mà khi mà nó trổ ra thì người phàm đón nó bằng tâm tham. Còn cái quả bất toại đó, nó được tạo ra từ nghiệp xấu đúng không? Nhưng mà khi mà nó trổ quả đó, thì ta biết nó bằng tâm tâm sân. Tâm sân nghe kịp không? Như vậy thì phàm phu á, hồi mà tạo nhân thì đúng là có nhân thiện, nhân bất thiện, nhưng mà ta đúng hưởng quả hầu hết hưởng toàn là tâm bất thiện thôi. Có nghĩa là gặp cái gì mà mình thích á, gặp cái gì mình như ý á thì mình tham, mà gặp cái gì bất toại thì mình say, hiểu chưa? Mà tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là quan sát hoạt động của sáu căn, hiểu chưa? Tôi ước gì đâu đâu một người có thể nói rành rọt cái gì mà tại sao tôi nản không đáng cứ làm nữa để tôi ôm lại lần nữa nha, để thấy cổ được nói là nhớ tốt nhất. Mọi hoạt động của chúng sanh á, hoạt động lớn nhỏ chúng sanh á, chỉ là hoạt động của sáu căn. Thứ hai, nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm lành á thì nó sẽ tạo ra sáu trần nhĩ. Nếu mà sáu căn mà nó hoạt động bằng tâm xấu thì nó sẽ tạo ra sáu trần bất toại. Như vậy thì sáu trần nhĩ hay bất toại nó đều là quả của nghiệp quá khứ thì ngát đúng không? Tuy nhiên cái sáu trần bất toại nó là quả của tâm xấu và sáu trần như ý nó là quả của tâm tốt. Nhưng khi mà phàm phu không có tu hành á mà đón nhận sáu cảnh này á thì họ đón nhận hầu hết đó bằng phiền não, thì nó sẽ đưa ra quả khác, nó đưa ra quả khác nữa. Nghe nè, sáu căn biến sáu trần mình tâm lành á thì nó tạo ra quả vui. Nó gặp quả vui cái nó lại nó thích quá nó lại lọt vô là tham nó lại tiếp tục nó tạo ra sáu trần xấu. Nghe vậy không? Rồi bây giờ sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu nó tạo ra quả bất toại, mà khi nó biết sáu trần mà nó biết cảnh bất toại thì nó lại sân mà lại tiếp tục tạo ra
tạo ra sáu tầng bất toại nữa, hiểu chưa? Cho nên đời là biển khổ là ngay cái chỗ đó, nghe hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ nhắc lại nè, mọi hoạt động của chúng sanh và vô chỉ là hoạt động của sáu tầng, của sáu căn. Hoạt động của sáu căn, sáu căn hoạt động bằng tâm lành thì sẽ cho ra quả như ý. Sáu căn hoạt động bằng tâm xấu thì sẽ cho ra quả bất toại. Vấn đề ở chỗ là phàm phu khi gặp quả bất toại hoặc là quả như ý đều đón nhận bằng tâm tham hoặc tâm sân. Mà khi ta biết chúng bằng tâm tham sân thì thì lấy là quả xấu nữa. Như vậy thì theo quý vị bao giờ mới có cơ hội để quý vị gặp được quả vui? Rất là ít, đúng không? Có nghĩa là nó tu được một chút thì nó có quả lành, đúng không? Mà hãy làm quả lành cái nó tham, mà nó tham nó nghĩa là tâm xấu, mà tâm xấu nghĩa là nó tạo ra sáu tầng, sáu tầng xấu. Vì vậy là trong vòng luân hồi lâu lâu mình mới có dịp tu thiện một lần. Lâu lâu là lúc nào? Khi gặp được minh sư thiện hữu. Ví dụ như bây giờ tôi khổ quá, khổ rồi tôi đi bệnh hoạn rồi gia đình đó, thì có người tự thầm đến khuyên nó thôi bây giờ ông tin hay không mình đi mình thôi, nó mình thử đi nha, một tháng ông mới được chùa ông vô gọi bác quan đi, rồi ông nghèo thì ông qua nhà tôi ông làm gì tôi cho tiền không, rồi lâu lâu ông dính chút đỉnh vô chùa ông cho tăng gọi làm hứa cho mấy người nghèo vậy đó, ông nguyện kiếp sau đổi đời như vậy đó, nghe kiểu không? Thì với cái tấm mình giúp vậy chứ tôi không có giúp không đâu nha, cũng giúp mình vậy đó, tôi giúp ông tôi nói thôi bây giờ tôi không có cho tiền ông không, bây giờ ông không nhậu cũng vậy này. Do ông không biết quý tiền cho nên bây giờ hôm qua lại nhà tôi sửa hàng rào xuống nước tôi cho tiền ông thấy khá là mấy ông về mua vợ con mà đánh đẩm nhít một chút như là phước để nguyện cái sao nó khá hơn trước nha. Thì hơi ông gặp tôi còn ông sư thì không, ông sư thì coi như là ông tiếp tục nghèo nữa nhiều nữa cứ quần quần lâu lâu gặp ông đời Phật thấy thương mình thì còn cố ý mình ghé đến nhà cho ông để bán Phật thì có đại đi chứ. Thì biết là cái tên này nó đẻ mình một cái là nó giàu 1.000 sa bấm trịnh môn sơn luôn. Nhưng mà nó xui một chỗ nó mà nó giàu xong bắt đầu nó ra phải là tao đàn bà rượu gái rồi cuối cùng bạc luôn. Nhưng mà vì ngày thương thì giúp tự nhiên mình giúp, cho nên thường cái ngày nhận cho ngày hay nói một câu gì đó để cho nhiều cái duyên. Còn nếu mà không có duyên thì sao ra giàu nước tính, mà đối với vấn đề tâm linh mình không có nhu cầu, có hiểu. Tôi đã nói hồi nãy thì tôi còn nhớ, tôi có hai người con, một đứa bây giờ nó nói là luật sư bác sĩ rất là giàu và bùng tịch Phật pháp, còn đứa thì nó là thầy tu mà giỏi giáo lý thì chắc lo cái thằng ngoài đời, chứ không thầy tu mình mong lầm đúng không? Tại vì tôi thấy mà nó ok rồi, cái anh tôi biết là anh chết không cần cầu nguyện, mỗi thằng kia đi ghê quá, nhưng giờ nó giàu tự nhiên mà 30-40 tuổi nữa rồi bắt đầu 4-5-6-70 tuổi bắt đầu nó già dần mình nó bị lãng quên mình hoi kiểu buồn rồi kiểu già nó ập tới nói ra nó ghê chứ kỳ là tôi về đó đó tôi kiếm chuyện nghĩ rằng số buồn của nhiều người mấy năm sau về mới gặp nữa, tuổi nào cũng có người đi hết nghe. Cho nên như vậy thì mình đã học từ mấy thứ sáu chưa đọc rồi thưa thầy, nhưng mà nếu mà mình nói ra thì nó buồn cười thật, nhưng mà nếu mà cái căn trần của cái tiết biệt cũng dở mình làm được sáu căn tốt như thầy thực hành thì ra quả tốt như nhưng mà khổ quá, nếu quá tốt nó như ý thì nó là một cái xui chứ không phải là cái yes đã nói rồi tôi đâu nói thì gì đâu vậy thì đâu có gì hay đâu thì tôi đâu nói gì đâu nhưng mà như vậy phải song song, có nghĩa là sáu căn mình tu là phải làm thiện đúng không, nhưng mà luôn luôn phải ghi nhớ là tu nó có ba step. Step một là lánh ác để không chịu khổ kiếp sau, thứ hai là phải hành thiện để được vui vẻ kiếp sau, nhưng mà cái step ba nó quan trọng là phải tu cái niệm xứ để hiểu rằng buồn vui đều là buồn xưa. Còn hầu hết 99 hồi nãy tôi có nói là 99% là làm phước cho Đức Phật xong đời sau sanh ra sung sướng mà hơn luôn. Cho nên ngày nãy tôi có nhớ tôi nói câu là ngày hai nói kèm một câu, khi là nhận của bố thí ngày hai nói kèm một câu để mai này họ cũng nhớ. Nãy tôi có nói câu đó không? Có nhớ câu đó không? Chứ là ngày biết nhận cái này cho người ta là người ta sẽ đợi là người ta giàu với lắm. Biết, ngày biết, người ta gieo phước thì ngày là người ta hưởng đã luôn. Nhưng mà hay nhận kèm một câu, giữ ngày đó là khổ vui gì cũng vô thường nha. Nhờ cái câu đó đời sau lên ra họ nhớ chừng. Còn không thì không. Bởi nên cái câu đó con rất là đúng, là chính vì cái câu đó, bất nó xui với là câu đó nó đúng. Cho nên là thế giới này nó mới là biển của nước mắt, biển lệ mà. Con có biết rằng nó là chỉ riêng kiến thôi, con kiến đó em,
trong trên trái đất này nó mấy trăm tỷ con, tôi biết không? Người ta chỉ tính nhẩm thôi, kiến mấy trăm tỷ, còn con người mình bên nay mới 7 tỷ. Mà trên thế giới là bao nhiêu loài động vật, bao nhiêu loài chúng sinh, mà chỉ riêng kiến là phải là lên tới hàng trăm tỷ con. Tức là những sức lạnh là không có kiến đúng không? Ở dưới biển là không có kiến đúng không? Nó hiểu không? Nhớ. Trái đất địa cầu này mình trái đất thì mình trừ ra cái vùng biển ra, rồi trừ gì nữa, trừ dùng tuyết làm như ra trừ gì nữa, sa mạc đúng không, sa mạc mà dùng nóng quạ trừ, nói chung trừ hết. Cuối cùng người ta chỉ tính những cái vùng mà kiếm sống được là người ta làm một bài toán, người ta nhân chia đại khái đó, nhẫn nhẫn để suy nghĩ là hàng trăm tỷ con một loài kiến, có nghĩa là lòng người mới như vậy. Mà nhất là làm người mà sống đủ điều kiện của một con người á thì không có nhiều. Thí dụ như đối với tôi đó, thì theo Mô Đã Trong Kinh đó, thì làm người có hội đủ các điều kiện sau đây mới gọi là kiếp người hoàn hảo. Một, điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết đại học 4 năm minimum điều kiện giáo dục. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là người này không có sợ về tài chính khi mà phải đi nha sĩ bác sĩ hoặc thậm chí là surgery, hiểu không? Điều kiện y tế, nói chung là nghe tới bác sĩ với nha sĩ là mình không có ngán, thì đó gọi là điều kiện y tế. Thứ ba là điều kiện đi lại, có nghĩa là người này muốn đi đâu trên thế giới này thì cũng đi được, chẳng hạn như đi Kiều Mỹ luôn. Đi Kiều Mỹ gần như là muốn đi đâu cũng được, từ khi mấy xứ lụ đạn như là Hồi giáo đi chay Cuba chẳng hạn chi, chứ còn dân Mỹ hình như là mình đi đâu cũng được đúng không? Đó là điều kiện đi lại. Và thứ tư là điều kiện truyền thông, có nghĩa là mình không bị khó khăn trong cái vấn đề mà tin tức như một số quốc gia. Trời ơi, mình biết chuyện không? Tại vì cái nước Bắc Hàn là người dân mà chỉ được đọc cái gì nhà nước cho phép, tôi biết không? Yeah. Có biết hay không? Yeah, Trung Quốc luôn, có nghĩa là có nhiều cái website là bị chặn rồi cũng đúng mất. Giờ này thế kỷ này nè mà nhà nước còn nuôi cái mộng kềm chế thông tin của người dân là thấy buồn nổi, rất là bậy vô cùng bậy. Đó, thì quý vị có thể bên dựng gì nữa không, nhà nước có lòng lo cho dân, muốn dân đọc tầm bậy. Nhưng mà tôi có tìm hiểu rồi, nhà quét rồi cũng biết quét tầm bậy á thì cho con, mà cái cấm con mấy cái quét mà dù chính trị, cái đó là cái bậy nhất. Mấy quét tào lao á thì nó lại cho, mấy quét quét mà liên hệ với political thì nó làm cho rõ ràng. Đó là một cái nhân cấm có vấn đề nha. Như vậy thì số lượng con người chỉ có 7 tỷ thôi, mà số lượng nhân loại mà sống hội đủ 4 điều kiện mà tôi vừa nói thì không có nhiều. Điều kiện y tế, giáo dục, đi lại và truyền thông, 4 cái này thì phải nói là 7 tỷ người, người ta thống kê chỉ được có 20%, như người biết 20% của 7 tỷ là có được 4 thanh, có nghĩa là 100 người chỉ có 20 người thôi, 10 người chỉ được có 2 người là có đủ 4 cái này. Điều kiện giáo dục, y tế, đi lại và truyền thông. Tôi chưa kể được thứ tư đó nha, là điều kiện giải trí. Nó có cái giải trí, có nghĩa là người Mỹ họ muốn ăn cái gì họ ăn, họ muốn đi chơi ở đâu mà chơi, họ muốn du lịch, họ muốn mua sắm thoải mái, nói chung là để cái giải trí cái thứ năm. Còn 4 cái đầu là 4 cái người cho là máu xương nhất, đó là giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Cái thế này mình cũng một cái chuyện, điều đó có nghĩa là làm người không dễ, bởi vì do đời này là cái ác nó nhiều cái thiện nha. Rồi xong, mình giảng sơ một chút hình xứ. Muốn quan sát sáu căn này đó, là Đức Phật ngày giờ mình thấy rồi, chúng sanh có nhiều nhóm tâm lý khác nhau, có người thì phải cho họ quan sát cái ba đi này họ mới chán đời, nghe kêu không, vì nó cụ thể. Nhưng mà có người thì họ thích hợp quan sát cái feeling. Thì đương nhiên là đó, con cứ ngồi yên nè ha, con thấy trong cái mai của con hay là trong cái ba đi của con mà nó có feeling nào là nổi bật thì con ghi nhận cái đó, nghe kể luôn. Vô mình ngồi thế này, mình thấy nó ngứa, mình biết là ngứa, mình theo dõi thôi chứ ngứa thật sự ngứa là cái gì. Mình để ý đó, cái là cái da của mình nó đang bị khô hoặc là nó đang bị con gì cắn chích đốt rồi, và đứng xuống, và nếu mình không giải thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu lúc đó mình nghe có một tiếng động nào đó, mình lo mình chú ý tiếng động đó thì cái ngứa nó còn hay không,
thì hành giả quan sát cái đó, quan sát cái khó chịu dễ chịu này nó từ đâu tới, và luôn luôn nhớ rằng sớm muộn gì nó cũng vô thường. Nhớ nha, đó gọi là quán một xíu. Còn cái thân quán đó, cái quán đầu tiên là cái ba đi, có nghĩa là hành giả làm nhiều thì biết đấy, từ sáng sớm thức dậy trong giường đang nằm giúp mình vậy, biết mình vừa thức, biết mình vừa thức giấc, biết mình đang nằm, biết mình đang duỗi đang co cái chân, biết mình thả bỏ cái chân xuống giường, biết mình đứng dậy. Tôi kể rất là chậm nhưng mà lúc đó các vị hoạt động rất tốc độ rất là bình thường, hiểu không? Có nghe chuyện mà tại tôi kể thì kể thấy chậm chứ. Rồi cái gì nó đi vô trong lúc đi biết là mình đang đi vô trong người tắm, bật cái đèn lên, gặn nước, rửa cái mặt, đánh răng, xoay người biết là đang xoay người, cầm cái khăn biết là cái khăn, biết là đang cầm cái khăn, lau cái mặt biết rõ là đang lau mặt, cái chuyện tức là làm gì biết đấy, thì đó là cái đầu tiên. Mà tôi nhắc lại lần nữa, các vị không có hành trì, các vị nghe từ nhạc nhiên hết rồi, cái pháp môn này có đâu hay đó, cứ làm là an lạc vô cùng. Làm như vậy các vị sẽ được vô số lợi ích. Thứ nhất là mai này khi đối diện với cái chết các vị không có sợ, thì các vị luôn luôn sống trong chánh niệm mà biết rõ cái gì nó đang đến. Thứ hai là gặp bất trắc mà cần phải có phản ứng để đối phó, các vị phản ứng chính xác hơn người bình thường. Và cái điều thứ ba, cái này này khó tin mà tôi tin, là cái người sống chánh niệm lâu ngày họ có cái linh giác hơn người bình thường. Linh giác nghĩa là họ linh cảm được cái chuyện gì sẽ xảy ra, và họ đối diện với người, họ đón tâm với người khác rất giỏi. Tại vì cái trực giác của họ nó lạ mà khổ chứ không có tu, mà cứ ngồi nói thì nó cũng có tên. Nó cũng giống như bây giờ quý vị nói sao lúc này quý vị chán ăn quá, lúc này bụng bự quá, sao bữa nay còn còn 10:30, bây giờ nó giá ăn sâu mà nó ngủ gì mà nó căng thẳng, nó bị mạc rè, nó bị thiếu ngủ, nó bị gì đi ra. Tôi nói bây giờ làm ơn dùm tôi, tôi ăn rau trái nhiều, mỗi ngày chạy ít nhất 1 giờ đồng hồ nó ra mồ hôi, hạn chế đồ mỡ chiên xào nha, thì tối đồ nướng protein mà em nướng cũng tư 180 luôn nha, dặn dò trong bữa gì thấy tụi nghe chưa, dặn nó ghê ông kia mới ghê, ông kia dặn nó là phải uống linh chi, nghe cái tên để sang là linh chi rồi cái gì nhân sâm, nhung này, rồi yến, ổ yến, rồi cái gì mà biển bào ngư, nghe ông kia nói nghe ham, thằng sư nói nghe quải quá, cái gì mà chạy bộ một tiếng hồ rồi thấy nản rồi, còn bắt uống nước lạnh ngày ít nhất 12.5 lít, rồi thức ăn là chủ yếu đó là rau với salad, trái tại trái cây rồi lắm, còn đại trị là nước chai nước ngọt, nước bơ ga là né, mấy chip snack là quỳ lại từ xa. Thì nghe nó nản, nó thiệt nghe, nhưng mà thật ra làm cái đó là cái gì mới lạ đó. Còn mà nghe ba cái thứ mình nhân sâm linh chi rồi sữa ông chúa, cái đó là tôi đẩy nó ra khỏi nhà thì tôi không có con mà nó đớ, nó là từ đó luôn. Sữa ông chúa là nhân sâm là linh chi là lộc nhung rồi cái gì bạc láp lá là chúng ta, mà tôi suối con tôi chạy bộ, tôi suối con tôi ăn trái cây ăn xà lách, bởi vì thấy nó bình thường, nhưng mà tôi hiểu đường đi của nó. Tại sao? Vì tôi biết tôi dốt, tôi chỉ biết đơn giản mấy người nghĩ nó là gì. Thứ nhất là fiber, mà fiber là nó hỗ trợ cho cái gì, giúp cho người ung thư, và lại là cái vụ export là good lắm. Rồi thêm nữa nó là những cái đó tôi biết chắc là ba cái rau trái nó làm, nếu không bổ thì thôi chứ nó không có để ba cái tào lao như là mấy cái đồ kia. Thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì ở trong cái ổ yến hay là nhân sâm, mình biết không có nhiều, mà cái gì tôi không biết, tôi không nhắc tóc người của tôi. Nhưng mà xà lách tôi biết, xà lách với apple nho táo tôi biết. Tôi biết là có những cái trái mà thận dược tức đó là kiwi, apple, cam, chuối, nho đặc biệt nhai luôn vỏ và hộp, mà mình lại bỏ cái vỏ vào hộp. Chỉ có táo là cái apple bỏ hộp, người ăn người ta nó biết thì cái đó được ăn. Nhưng mà đặc biệt cái nho, cái tinh hoa của nho là nó nằm ở cái vỏ cái hộp đó, thì mình lại liệm đi ví dụ như vậy. Thì những cái biết đó nó rất là có lợi cho lúc nào của ai thôi. Ok, xưa giờ mình mấy đứa mình cứ về hoài đó. Thank you.
Thì nhớ đến chuyện này, cái chuyện đầu lao nó có, nó kể nó ghét con sư á. Nó kể chuyện, có thằng nó trưa nó ngồi xỉn. Nó đang đi trên đường á. Thì tự nhiên cái lúc, đó có một bốn con sư, đi bác á. Thì nghe có cây dừa thì bốn sư nghe tiếng la nó thầy, cứu con. Thì bốn con mới ngừng lại nhìn cây thấy có thằng cây dừa cao lắm. Mà thằng đó giờ nó leo xuống nó leo không nổi. Mà đỡ đỡ thì đâu ở ngoài được. Bốn ông cứu, bốn ông căng cái lại lên, căng cho nó nhảy xuống. Mà không ngờ căng ra nó nhảy xuống, bốn ông chụm cái đầu như này. Hiểu không? Để đâu? Chết hết. Thì cái thì cái thằng xe rượu nó sợ quá đi. Nó biết mà làm sao, nó đem bốn ông vô trong nhà. Nó đem vô trong nhà xong rồi nó mới nhờ người giúp. Nó cũng gặp cái thằng xe rượu khác đi lên đường, nó kêu nãy có ông sư đi ngang nhà tao như bác. Mọi người trúng gió thì tao biết làm sao thì giúp tao cho tiền uống rượu. Thằng kia nó nghe nó cũng khá, nó chắc cũng cố nó chôn cho người gì. Nó chôn cho mấy người đưa tới cái thằng ấy. Mày chôn làm sao mà ổng trở vô nữa nè. Cái kia đó thì đào lỗ cho, mày chôn nằm ở chỗ ngồi, mày chôn nằm nó sẽ chết rồi. Cái ông sư này nằm ổng có chịu, ổng thích ngồi thiền đó. Mày chôn nằm nó ổng trở vô. Cái nó ra ổng đào, nó giá cái xác ra, nó đang uống rượu chay, nó ra ổng đào, xác kia nó cũng ngồi. Nó chôn rồi xong nó vô, nó tính lấy tiền rồi chứ. Tao nghi mày quá. Mày chôn sao mà mẫu tụi con ngồi đấy nè. Mà tấm trộm nó vô, mà nó có một ông nữa, nó bốn lần, ăn ra là bốn ông. Thì bây giờ tôi mới nói thế này, là quan sát sáu căn qua bốn ngõ là sao, là có người đó thì Đức Phật Ngài thấy rằng cho họ quan sát mấy cái gọi là cái bodily activity thì nó dễ hơn. À, họ biết rõ mình đang làm cái gì, mình đang thở ra thở vô, họ quan sát như vậy, nhìn sáng của nó hoài đó. Là hồi đầu mình chỉ biết thở ra là thở ra thở vô, nhưng mà lâu ngày mình sẽ phát hiện ra nhiều chuyện mà trước đây mình không có thấy. Đó là hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Cái tâm trạng của mình hồi nãy nó không giống tâm trạng của mình bây giờ. Hồi nãy mình thở bằng niềm vui, bây giờ mình thở bằng sự khó chịu, nghe kịp không? Rồi nãy mình là thở bằng cái tâm sân, bây giờ mình thở bằng tâm tham. Hồi nãy mình thở bằng tâm ác, bây giờ mình thở bằng tâm thiện, nghe kịp không? Như vậy mình lúc đó mình mới hiểu được một điều. À, thì ra Lê Văn Tèo này nè, hồi cách đây 5 phút nó còn phải là Lê Văn Tèo của bây giờ. Mà cái hiểu này là chỉ là học giả mới hiểu được. Còn hôm nay cũng bị ngồi trước mặt tôi, cũng bị nghe giảng thì nghe này nghe vậy nhưng không có thấm thía. Có bị cái hiểu cái thấm thía không? Hả? Chịu vô. Hiểu không? Hiểu thấm thía. Tới đến đời có nhiều chuyện quý vị biết thì khác, nhưng mà thấm thía nó khác, cái hiểu không? Như quý vị ngồi, quý vị nghe nói là trời lạnh, trời mưa lạnh lẽo, đói bụng, ngồi mình xanh là khổ. Cái ai cũng biết, mình trên 18 tuổi mình hình dung được. Nhưng một ngày nào đó mà mình đến nhà bạn mà nó hẹn mình mà nó về trễ, mình ngồi trước cửa nhà đúng luôn trời mưa mà bụng đói mà ngồi ngoài xanh, thì lúc đó quý vị mới hiểu cái khổ của cái nó như thế nào. Còn bây giờ tôi chỉ nói chuyện quý vị nghe rõ biết chứ biết chứ, nhưng mà đâu có về ngày nào quý vị ném cái gì nó bị phê nha. Ném dạ để hàng để hàng qua. Thì bây giờ nó là các vị chỉ nghe nói là cái mình á, chính mình á, chính mình á là bây giờ nè, không phải là mình của hồi nãy. Mình hồi nãy phải là mình bây giờ, và mình bây giờ nó sẽ không phải là mình lát nữa. Thì cái đó chị nghe biết được thôi chứ không có thấm vào lúc mình tương thiệt. Nhớ cái đó nó quan trọng lắm nha. Rồi cái nữa đó là mình quan sát qua cái feeling, có nghĩa là để ý cái thân tâm của mình hồi nãy nó làm sao, giờ nó làm sao. Rồi cái thứ ba là qua cái mental state, có nghĩa là biết rõ rằng hồi nãy là tham, bây giờ là sân, nghe kịp không? Yeah. Mà nó khổ chỗ thì tôi chắc tôi gì thứ. Tại hiện giờ có một cái cặp chị em họ nghe băng giảng của tôi, mà họ muốn gặp tôi, cũng có nhiều muốn gặp tôi trong một tháng, phải gần một tháng họ già rồi. Thế nên nó đang trong mưa, mà họ muốn hành trì chắc chết, chết rồi chết, những người ơn cũ tôi. Mà tôi ngồi tôi giải tôi nhớ họ, họ là người tôi nói là hiểu rất là mau. Chứ còn quý vị cứ ngồi uống bình cứ rớt bình hoài, đã uống bình mà cầm không vững, con nít mà bị bạch kim xanh cái kia. Cho nên là nhớ là tại sao tôi nói điều thứ ba này nó rất quan trọng, là mình luôn luôn biết rõ, luôn luôn biết rõ buồn vui của mình,
từng cái activity của mình trước sau không phải là một, và không hề có một cái gì nó đi từ thời điểm này qua thời điểm khác. Tôi nhắc lại, lúc chưa biết đạo mình thấy mình là một cái line, unlimited line. Biết đạo rồi thì mình nãy giờ đó là mình biết mình là spot, rồi từ từ mình biết mình là dot, mà đầu là large dot, bây giờ cuối cùng là small dot, cuối cùng từ từ là thấy gì đó chút vậy càng. Có nghĩa là khi mà mình thấy mình đến cái mức như vậy thì mình mới hiểu tại sao mà A-la-hán bị chúng chửi vô mặt mà không giận. Bởi vì các ngài thấy các ngài chỉ là những cái chùm ánh sáng có mắt chớp tắt. Các ngài thấy cái người chửi ngài cũng chớp tắt, và ngài là người bị chửi cũng chớp tắt. Mà nó khổ một chỗ đó là mình chỉ biết lên lý thuyết thì biết nó không có đủ để cho mình chịu đựng như vậy. Giờ tôi cầm cái nước tôi luyện người vô là bao nhiêu cái chớp tắt đó là nó còn nữa. Lúc tôi sẽ xong ngán mình xử. Nghĩa không? Kiểu khó là, với bị A-la-hán làm những chuyện mình không làm được. Ví dụ như tôi nói thế này, có một công tử, người giàu, người tu, đắc A-la-hán, trở về nhà, đi nghe cái nhà gặp cái cô đệ tớ, cái đệ tớ cũng đang cầm cái xô cháo thiêu ở Ấn Độ. Thì ngài nói cái gì, cô ơi, cái xô cháo nó mới còn đổ thì bác của tôi. Thì cái cô có đang lo đổ luôn, có nhìn nó cầm càng hết hồn. Thì ngài là cái gì của nhà đó, công tử, tôi nghĩa là hiểu không? Hiểu chủ, chứ tiếng tạo kia là thiếu gia đó. Thì cổ nghe thì cổ đổ tìm ngày coi như thay đổi hết mà cũng nhìn hết rồi. Nhưng mà tôi đọc cái tin đó tôi mới biết, tôi mới tin chắc là A-la-hán là một cái gì của Phật thiền. Thì chỉ có vị A-la-hán họ mới vượt khỏi cái cảnh giới gớm và cũng gớm hiểu. Có nghĩa là khi nào họ muốn thì chỉ cần nói đất nước lửa gió là thật sự họ chỉ thấy đó là đất nước lửa gió thôi. Còn mình á thì miệng mình nói là tất cả là đất nước lửa gió thôi, thì mình dòm cho mình thấy lợn cợn đờm giải rồi. Ừ. Hoặc là như ngày Cao Diếp, ngày ôm bác, ngày đi vô cái làng của người Cùi á, mà coi như là có cái ông nó ra để cho mình cái này nó rớt đổng luôn, nó rớt như một cái lóng đổng. Thì ngày cũng đến bơ, ngày không lấy ra cho ổng buồn, ngày cũng để nguyên người chút cứu cho ổng an lành nha, cho mình ôm mình về ngày mới lụm á, ngày bỏ ra lụm cái lóng đó, ngày bỏ ra là ngày ăn mình đi. Mình mới ngồi nghe nói người ngồi đây bị ép nó cho ngồi luôn. Chú gì biết, như tôi lại nhà Phật tử, nhà có người nam đi, tôi quên em cho gạo theo. Thì cái ông đó, ông đưa luôn cái này con mới xài hoàn toàn 6-7 tháng nó xài lại. Tôi cũng dạ chứ sao tôi thấy kỹ tôi cũng được hết. Tính mua ít thuốc tây vậy chị dở đi được không? Nghe hỏi tôi lụm cái kia về liền. Ai biết trả tự giải biết, thầy cho đi vậy đó là về Việt Nam dời mã riết, nó giống như bệnh này biết. Nó nhớ vụ dời mã không? Đó, ai biết đâu. Nó có cái vụ mà Hoàng Dương bị đó, mà đi Hoàng Dương rồi thôi, nó tiền bá đã luôn. Cho nên nó là bên Thái Lan mà có cái vụ cái ông sư bị đó rồi. Là bên Thái Lan hay có cái màn mà ra này là nhà quê, nhớ lên tỉnh nhớ đi học, thì cái chỗ tốt nhất khỏi tốn tiền trọ, khỏi tốn tiền cơm là vô chùa. Thế Thái Lan thì bình thường lắm. Thì nãy vô là nãy vô nhân trình với trụ trì ông mới dòm mấy anh sư dưới, ông kêu là ông nằm nhảy thằng này. Tại vì tại sao bên Thái Lan ông sư ông thương mấy thằng này là tại vì ông biết, ông nhìn cái thằng này ông biết. Không phải ba nó thì ông nội nó má nó đều ở trong chùa đi ra. Thái Lan mà nhìn ông sư nhìn người dân ngộ lắm. Chứ không phải như ông sư mình nhìn người dân mình đứng nhìn chỉ mình giống gì đó. Đậu hầu chứ còn bên Thái Lan không có. Thái Lan là mấy ông sư nhìn này là quát à, chứ là nó ở con mà sao để nó làng đó là có người này. Nhưng nói ra cái gốc thôi là nhà rồi có người này. Để ông cho kêu cái sư lên gửi. Nhưng mà ông kêu chùa có nhiều chùa bay mấy con này, nó kêu có sư nào này. Thì lên thấy mặt mũi đớp cái nhận là sao? Nhận là cái cốc sàn vậy đó. Thì ở dưới cái nào ở dưới thì bển đâu có máy lạnh. Còn không nó phòng có cái gốc này nè, tối mình ngủ trong. Để quỷ này ngủ ở đây, ví dụ vậy đó. Rồi mà ổng ngay ngờ ổng vừa sinh viên mà tối cũng đi đâu nữa ai biết. Rồi về cái xài chung cái này nè, dính.
Yeah, mà trách ông này không được tại vì ông là sinh viên. Trách ông sao được? Còn trách tôi không được là tại sao? Tại vì hai thầy trò ở nhau mấy năm rồi, mấy năm đại học mà tôi là sáng cơm bán đi về. Rồi đồ ăn Minh Thái một công vậy đó, nuôi được 10 người gì đó. Một ông sư nuôi được 10 thằng đực như này nè. Quán nhiều lắm. Thế là coi như là đi về là tôi ăn xong toàn ngư là tự nhiên giao hết thì nó làm nó trách nhiệm rồi của bắt là gì? Quét nhà, hút bụi, lao dọn, sắp nước với xử lý ba cái đồ ăn dư. Cho nên bắt là tôi chỉ biết bắt có một trách nhiệm đó thôi, còn chuyện tối bắt sắp tôi bắt đi tôi đâu có biết đi đâu. Tôi đâu có cái ví dụ mình trách nhiệm. Nhưng mà ông ngỡn đi uống nước cái gì ra vậy? Rồi ông như ông nói chung tôi là mỏng cũng không biết. Ông về thì sinh viên nghèo nhưng thì vô nhà tổng thì kè sai thì tôi cũng đâu biết đâu. Thầy chung thì bữa kia đi hiến máu mới biết thì hiến máu thì ra nó nói thẳng không suy nghĩ đâu. Thì lúc đó ông mới tá quả ra, ông mới mấy ông sư mà thân với ông nó đều hết hồn hết thì có xài chung đi ra 200 công dính hết. Chú em đó xem. Nhưng mà không bị băng tiếng là cũng đỡ nè. Ai nói băng tiếng? Có người không tin kìa, có người đâu tin giao gạo cũng bắt đầu tưởng tụi tôi băng đêm đi giờ mã. Đâu có ai cũng tin vô cũng bắt. Trời đó, cái hồn nhiên vậy. Tôi hỏi thử nó quần chúng giả mang lắm. Cái chuyện rõ ràng như vậy đó, chỉ rõ ràng như vậy nó mà những người cảnh hỏi họ còn nói thêm nữa là như là nguyên là lắp lắp la la rồi là đã làm một kịch bản mà con làm thành ta tự sắp đi ra. Cho nên nhưng mà nói gì mới đi xa cái gì thì tôi cũng có hỏi nữa đâu. Tới mixing này tôi chưa tới mixing. À mixing là sao? Cái mixing này có nghĩa là gom ba cái kia lại thành một. Có nghĩa là nếu mà tôi cái đầu tiên tôi thân quán là sao? Là tôi làm gì tôi biết nấy, thở ra, thở vô, biết rõ là thân quán. Còn cái thọ quán là sao? Là tôi biết rõ là tôi đang sống với cái feeling nào dễ chịu hay khó chịu. Còn cái tâm quán, cái mental state là tôi đang biết rõ là tôi đang có tâm thiện hay tâm ác, đúng không? Còn cái thứ tư mình biết khó là mix. Có nghĩa là tôi trộn hết ba cái kia lại. Tôi đi bước đi thì biết được đang bước đi mà tâm tham tôi biết là tâm tham đang có mặt, hiểu không? Tức là thay vì cái người kia chỉ biết có một cái một đi biết là đi thôi, hiểu không? Còn tôi là tôi trộn hết luôn. Vì sao? Vì tôi cái tâm đen trong kinh nó rõ là cái người đó phải là trí nhanh mà Phật pháp giỏi, trí nhanh cái này nó quấn nhanh smart mà phải là Phật pháp giỏi cái tu được cái thứ tư. Còn mấy cái nào dành cho mấy người cái trí với lại trực giác nó khác nhau thế nào? Cái chữ trực giác nó khổ chỗ cái từ ở trong kinh biết rồi, nhưng mà trong kinh không có dùng chữ trực giác mà trong kinh nó xài ba cái trí. Một văn tư tu, trí văn là cái biết do chữ nghĩa sách vở, do người khác nói lại. Còn trí tư là cái trí do bản thân mình thấm thía suy nghĩ, thinking. Còn cái kia là learning. Còn cái trí riêng trí tư đó là thinking, nhưng mà riêng về cái trí cuối cùng là trí thứ ba đó, cái trí tu đó là cái trí gọi là practice, trí thực nghiệm. Nó không phải là understand, nó không phải là knowing, mà nó là comprehension. Nó là cái sự xuyên thấu, thẩm thấu, thấm thiết. Thì cái tùy mình muốn gắn cái trực giác vô chỗ nào được, tại vì trực giác là cái biết. Nói đông na là cái biết không thông qua một cái lăng kính nào hết thì thường nó là trí tu. Thường phải nói nếu mà miễn hiểu chuyện trực giác thì tôi gọi nó là trí tu. Vì cái trí tu là gì? Trí tu là cái trí lạ lắm. Nó dựa trên nền tảng của trí văn và trí tư. Nhưng nó có những cái thấy mà hai ông kia không thấy được. Mà lâu lâu nó chỉ xuất hiện một lần mà mình muốn quay lại không dễ mới nói để có nghe kịp được. Dạ. Hiểu cái trí tư đó, ông này ông đã từng suy nghĩ vấn đề đó cách đây 2 tháng và cách đây 2 tuần cũng nhớ là vấn đề đó, vẫn suy nghĩ theo cái cách đó, nhưng mà trí tu cũng có. Cái trí tu nó lạ lắm, là nó nhận ra một điều mà trước đây nó chưa từng thấy và nó biến mất. Mai chiều á mình nhớ lại, mình muốn có nó lại như cũ, nó không có nữa.
sự thấm thía đó nó chỉ có một lần, đó là mai kia nó bữa nào nó làm lại lần nữa, mà mình muốn nó cũng không có trở lại, là để nó tự tới thì được, chứ còn mình muốn nó sẽ không quay lại thì tí đó mới là cái tí tu. Nghe hiểu không? Nghe hiểu, nhưng mà thầy nhớ không, cái tự giác mà nó tới nhỏ nhỏ đó thầy, con cũng định hỏi với thầy là nó tới như vậy nó cũng nằm ở trong cái vô thường thôi, chứ nó đâu có phải là tất cả đều là vô ngã vô thường. Tức là lúc đó mình thấy đó rồi, đã thưa cô, đã thưa cô, dầu trí tuệ của vị chánh đẳng giác cũng là lúc sanh diệt, sanh diệt liên tục, không có cái gì, kể cả chánh đẳng giác, thanh tâm chánh đẳng giác, thanh tâm của chư Phật luôn luôn sanh diệt vô thường. Con tưởng nó đã siêu thế thì đâu. Bởi vấn đề là siêu thế là gì? Siêu thế có nghĩa là nó không có biết cảnh thế gian, mà nó biết cảnh niết bàn nghe. Nó biết cảnh niết bàn cho nên nó được gọi là siêu thế, chứ siêu thế ở đây chết rồi. Đây là lần thứ hai tôi nghe đại Na Hát. Ông Trung hiện chỉ siêu thế, nghĩ khác. Chết rồi. Siêu thế đây là gì? Siêu thế đây không có phải là nó nằm ngoài không giống ai, mà siêu thế đây là cái object của nó không phải là cảnh thế gian, mà nó là cảnh niết bàn, gọi là tâm siêu thế. Mà đã gọi là tâm thì luôn luôn sanh diệt trong từng sát na, dù đó là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm nó của một con chó, con ruồi, con dồi, hay là tâm của một vị chánh đẳng giác đều giống nhau, có nghĩa là sanh lên mất, sanh lên mất, sanh lên mất. Như vậy cái tuệ mà nó, nếu mà cái tuệ sanh lên mất rồi, mình mất rồi thì làm sao mà bảo là nó liên tục được, con không? No, nó như thế này, nó sanh lên mất mà cái thứ hai nó giống như cái trước thì nó cũng thành ra một chuỗi, như vậy không? Nè, giống như một đoàn tàu, thì cái đoàn cái tàu cái toa trước nó giống toa sau, cho nên một đoàn tàu nó là sự lắp ráp của một đoàn toa, đúng là một nhóm cái toa, một sợi chuỗi đi, sợi chuỗi là 108 sợi, thì cái hộp chuỗi số 18 nó không phải là hộp 19 đúng không? Nhưng mà khi chụp hình nó thành nguyên một dãy đúng không? Ở đây cũng vậy. Giống như cái tuệ thứ 8 đi, nó chỉ là từng sát na sanh diệt thôi. Nhưng mà tại vì tụi nó tiếp nối nhau quá nha, nó đủ đi làm việc. Cũng giống như là cô Đống Đinh vậy. Cái gõ thứ nhất nó không phải là cái gõ thứ hai, nhưng mà vì nó tiếp nối nhau liên tục cho nên cô vẫn đóng xong cây đinh đúng không? Cứ nghe vậy đó. Bắt đầu thấy mơ mơ mà. Nhưng mà cái mục đích là để đóng cây đinh. Đóng cây đinh. Tại vì xưa giờ mình không biết đạo, cho nên mình đòi hỏi là phải có một cái gì đó liên tục ở trong cái động tác đóng đinh. Thế còn nữa không? Cái kẻ mà dơ lên nó không như phải là cái người gõ xuống. Cái tâm mình, cái thanh tâm nó sạch diện nhanh vậy. Cái phần này vậy nhanh lắm. Cái người mà dơ lên không phải là cái người gõ xuống. Tất cả là cái người dơ lên đã chết thì mới nhường chỗ cho cái người gõ xuống, nghe kịp không? Rồi cái anh mà gõ xuống anh chết, anh mới nhường chỗ cho cái anh mà dơ lên, nghe kịp không? Tại khi muốn đóng xong cái đinh như vậy là mình đã trải qua rất là nhiều người. Như vậy thì cái bí quyết làm sao để cho nó liên tục, cho cái tệ giác liên tục? Practice. Chỉ có chánh niệm. Trong khi nó chỉ có chánh niệm mới duy trì được cái thiện pháp. Nghe kẻ không? Chứ đừng có mong. Đừng, trong thiền thiền quán đại kỵ nên làm chỉ mong. Mà expect, never expect. Trong thiền quán nào you expect là you fail. Nhớ cái đó nha. Tôi mong cho niệm nhưng mà tôi mong cho tôi có đi làm chết. Tuệ nó kỵ cái đó, cái niệm với tuệ nó kỵ cái đó. Niệm chánh niệm trong thiền quán cái là tâm tham. Yes, nó kỵ cái đó. Trong thiền quán là chỉ có chánh niệm. Tôi đang nghĩ mà có nhiêu là một thứ nặng bơ 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 đấy, thì nói nặng chứ ở dưới tôi bây giờ tôi chữ nặng này là không biết nó ăn cơm mà tôi nói hoài nhiều, không có cái gì để mình mong hết. Trong pháp thiền không có cái gì để mình mong đợi hết á. Nó làm sao thì biết nó như vậy. Nhớ chỉ cần du có một cái lòng mà mong đợi là du chết liền. Chết thì tôi nghĩ là du rớt thì không tu nữa. Trong thiền quán đại kiện cái mong đợi, nghe kịp không? Ví dụ như mình gì đi leo lầu đi, cái bị lên cái bị cái bậc thang, cái bậc cầu thang nó gồm 18 bậc thì mình lên tới bậc 2, cái mình mong tới bậc 15 đúng không? Từ mình 15 mình mong lên tới bậc 18 đúng không? Nhưng trong thiền quán được, trong tứ niệm xứ là không được mong đợi. Dạ đúng, cái gì nó đến là biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó, biết cái đó. Chỉ nên là còn là muốn cho nó liên tục thì dĩ nhiên nó cũng là yếu tố, nhưng mà có một cách đó là tiếp tục chánh niệm chứ không phải ngồi không mà muốn. Vậy là cô phải học kỹ là ví dụ cái vô thường trong A Di Đà này. Có nhiều người thắc mắc cái này là nếu mà mọi thứ sanh lên là mất giả tạo nghiệp, họ quên rằng nó không cần phải có một người liên tục mà nó là sự tiếp nối của nhiều cái rà rạc thì nó vẫn làm được việc, có hiểu đó không? Giống như nãy tôi nói là dở lên đập xuống, dở lên đập xuống, dở lên đập xuống, nó những cái này nó cái rời rạc nhưng mà vì nó được tiếp nối liên tục nó vẫn làm xong cái việc đóng đinh. Ở đây cũng vậy, mình cứ nhớ rằng sở dĩ mà có một cái hoạt động liên tục là tại sao tôi có thể nói nhiều giờ đồng hồ được, không phải chỉ có một người nói mà rất là nhiều người nói.
tức là người xanh gì xanh gì xanh gì. Nhưng mà có một điều là do tôi quen lâu ngày cái nghề giảng nó quen rồi, cho nên tôi có thể tôi nghe tôi ngồi tôi giỡn tôi nói đùa, nhưng mà quý vị trong đây nó vẫn thuận miệng. Vậy thì con hỏi liên tục nó hơi ra ngoài đề đi. Như vậy sau khi mình chết thì làm sao những cái sáu căn này đi qua cái sáu căn kia? Không bao giờ có chuyện có cái này có cái gì đó đi từ điểm A qua điểm B, không bao giờ. Thì làm sao mình mới tạo ra những cái sáu căn đó có thể đi qua được? No, nghe Adidam không thế giới này. Trong Adidam không bao giờ có cái chuyện là có cái gì đó something nó đi từ điểm A qua điểm B, mà là Adidam nói cái này. Khi mà tâm này tâm thiện nó xuất hiện rồi nó biến mất, đúng không? Tại vì mỗi tâm nó chỉ tồn tại một sát na thôi, tôi có tâm thiện tôi lại mất nè, tôi bị tôi lại Phật, đây là một sát na tâm nó xuất hiện rồi nó biến mất. Nhưng mà khi mà nó biến mất, trước khi nó biến mất nó là âm thầm nó tạo ra cái tâm đồng thai này, tâm đồng thai vào cõi khác. Nhưng mà khi mà tôi chưa chết á thì cái tâm này tạm thời nó biến, không biết nó ở đâu. Ông hiểu không? Nói là cái tâm này làm sao nó carry. Nghe tôi đang giảng mà khổ quá, bắt đầu phương dẹp nó mà đi làm nè. Chậm quá, quá chậm. Nghe nè. Khi tôi có một cái tâm thiện xuất hiện thì lúc đó nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà mình học thì mình biết như vậy thôi, thành ra cái này lúc đó mình không thấy. Thế nghe kịp không? Tôi tạo ví dụ thế này. Tôi đang ngồi ngoài xe, tôi nói cô chuyển khoản cho tôi 5.000 qua bên Đức được không? Tôi nói rồi. Bữa lâu sau tôi chuyển rồi. Thì đúng 2 tiếng hồ sau tôi nói là bên Đức sẽ có tiền rồi. Mà lúc tôi đang ngồi bên cạnh cô, đối cạnh cô tại Dallas rồi. Nghe hiểu không? Cô hiểu không? Tôi nói cô hiểu không? Dạ. Vậy sao anh nói tới nó còn? Con phải nhìn đến. Tôi muốn điện này quá nè. Có nghĩa là tôi kêu cô chuyển cho cô 5.000 qua Đức. Cô nói 15 phút nữa cô chuyển. Thì 2 tiếng sau cô gọi phone cho tôi, cô nói đã chuyển rồi. Mà lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh cô. Nghe hiểu không? Thì lúc đó tôi có thấy được 5.000 đó không? Số biết. Có số rồi tôi không thấy 5.000 hay không? Thấy rồi, thầy lên rồi online. Không, tôi đang có thêm bớt. Tôi đang ngồi chung. Không thấy. Cô nhớ chuyện thằng Tèo nãy không? Chị không thấy như thằng Hiệp có. Tôi hỏi chuyện thằng Tèo nãy. Cô nó hỏi 50 năm là mấy? Thì nãy tôi bật được cái lượng. Dạ, cái... dạ, không đúng. Thấy, tôi nghĩ là không nghe. Thấy. 50 năm là mấy mà thằng Tèo nó mười, hỏi chắc không mà nó không chắc. Chết nó gì. Cô giáo cho nó 5 là cô giáo ngu, chứ tôi cho nó zero. Tại vì 50 năm mà có phải là 10 hay không mà nó nói là để nó nghĩ lại là cái thằng này có vấn đề nè. Nghe hiểu không? Tôi nghĩ quý vị trả lời học đạo đến học toán. Đừng có sợ nói sai. Đừng có sợ nói sai. Người ta hỏi sao đó là như ở dưới tên ba, ở dưới tên có một cái bà nội đó. Bà sợ đi ăn phải bà. Tôi hỏi cái gì bà cũng nhắc ra là bà sợ bà nói rào nhồng hết tôi nổi điên luôn, hiểu không? Bây giờ tôi hỏi bà một câu rất là nhẹ, tôi hỏi chứ sáng mai quý vị muốn tôi tới mấy giờ? Bà thì kêu tôi nhắc ra là nó sợ nó gian bẫy, vậy trong cái câu nó ẩn ý nó mặc pháp gì trong đó. Rồi tôi hỏi chứ má cô bây giờ có ở Việt Nam ở đây là bấm cái nói, nó sợ là trong cái câu nó ẩn ý cái gì đó. Cái học đạo mình ta hỏi là mình sao mình cứ mình trả lời ngu cũng được, nhưng vẫn là trả lời. Chỉ giờ tôi hỏi cô nè, tôi hỏi lại như nhất vậy là 5.000 đó là tôi đang ngồi bên cạnh cô, còn cô kêu nó là thầy online lúc đã cả tôi không nhớ nó máy móc, là chỉ có hai người mình với nhau thôi. Tôi đang ngồi bên cạnh cô, tôi kêu con chuyển, con chuyển rồi tôi có thấy được 5.000 đó hay không, có câu không? Không đó, tôi hỏi chắc không? Chắc đó. Vậy nó bắt gì mà dám nói thì nè thôi đó. Khi mà thầy hỏi là thầy hỏi trong cái hiện tại, còn chị Nga thì chị đang nghĩ là trong tương lai. Tôi sợ cái vụ đó mà không là tại sao không biết, người ta hỏi là rất là đơn giản, người ta hỏi là lúc mà tôi thấy 5.000 đó hay không thì nói sao, còn tự nhiên mình còn ngồi triết lý là bà nội cái người ngu mà giả dốt, người ngu mà giả dốt cái nói là thầy dùng máy má, dầu tôi dùng máy thì tôi có thấy 5.000 đó không? Không. Tại sao? Tại vì thấy con số thôi. Thấy con số thôi, chứ làm sao thấy 5.000? Nhưng mà đừng, đâu có nghĩa là không có. Ngu nữa, tôi đang hỏi là không hỏi cái gì, tôi trả lời cái đó. Tôi hỏi tôi thấy 5.000 đó hay không? Dạ không. Đó, mà đặt ngu giả làm dốt. Có nghĩa là tự nhiên bài chuyện cái đó rắc rối chi. Bây giờ tôi hỏi liên hỏi lại là chuyển 5.000 chưa? Nó chuyển rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi là tôi thấy 5.000 đó hay không? Dạ.
Nó trả lũ một tay cái đầu mà nó lại không xong cái câu đâu, không giải nổi. Dạ. Giờ nó kém ai cũng giải như mình giọt vậy. Khủng khiếp. Mà ra bắt thấy, thấy chưa thấy làm sao mà. Tôi thấy tôi cũng sợ luôn. Không phải bài tại vì chị Nga làm cái ngân hàng á, mà quên chị khổ là mất 24 giờ, mới có cái người chị gặp. Ờ, nghiệp thuận thôi. Mà cái câu đó đơn giản là tôi hỏi là tôi có thấy được, tôi có thấy được 5.000 hay không? Thầy 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 dạ xong rồi, dạ xong rồi. Ok, thì bây giờ cũng vậy. Khi mà tôi vẫn có dụng cái đó này. Khi mà cái thiện mà nó xuất hiện thì nó âm thầm nó tạo ra cái này. Nhưng mà lúc đó tôi không có thấy được cái này. Thì hiểu không? Cô chuyển khoản rồi nhưng mà tôi không có thấy 5.000. Nhưng mà 5.000 đó mình hiểu nhầm là có. Có. Là chị. Nghe kịp chưa? Đây cũng vậy. Thì khi mà tôi lúc khi mới xuất hiện thì nó mất rồi, cái này xong, cái này là dục rồi, mất tiêu rồi, cái này không còn nữa, ngày mai mai không ai lục lại được cái này, nó cái này mất rồi. Thì khi tôi sống được 98 tuổi, nghe kệ không? Thì lúc mà tôi hỏi đó, thì nếu mà những cái nghiệp trước 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 của tôi mà nó đủ mạnh á, thì nó xuất hiện ngay lúc này, tôi sẽ làm con chó, hoặc là tôi làm tổng thống, làm vua của Ả Rập, hiểu không? Nếu mà đủ, nếu mà cái nghiệp đầu quá khứ mà nó đổ ngay lúc này nè, một là tôi sẽ làm con chó, hai là tôi làm hoàng tử của Ả Rập. Nhưng mà vì lúc đó không có cái nghiệp nợ quá khứ nó trổ ngay lúc này hết. Thế hiểu không? Dạ, dạ. Thì lúc đó cái quả nghiệp của kiếp này nó nhầm cái lúc nó trổ. Thì tức là nếu mà cái nắp mà thầy làm việc lại nhiều thì nó cái này nó sẽ trổ. Đúng. Không, cái mắt này nó xuất hiện là nó mất rồi. Nó mất rồi. Nếu mà cái không, không, khi mà nó xuất hiện thì nó âm thầm nó tạo ra cái này, mà lúc này tạo thời cái này không có thấy, cái này không có tạo thời. Nếu mà cái nghiệp quá khứ của mình nó có quá mạnh á thì nó bắn vô trong đó. À, bắn ngay đây. Mà nếu nó không có mạnh đủ thì cái nghiệp hiện tại thì nó sẽ chung vô. Nghe thấy không? Thảo gì không thầy? Đúng. Nhưng mà làm sao cho nó mạnh? Thì cái đó là như là lại. No. No. Trong vườn của mình trồng nhiều cây thì nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó ra trái á thì nó sẽ ra, còn nếu mà có những loại cây mà vào mùa mưa năm nay nó không ra trái thì mình đành nhịn, hiểu không? Mình rồi là vẫn rồi khoa mình không có ấy được cái duyên của nó sao thầy? Không được, tại vì nó đã là thành cảnh quá khứ rồi, mình đâu can thiệp được. Ờ. Bởi cho nên là Nam Mô hay từ bi Phật còn lâm nạn muốn chi thì chùa tại cái chỗ đó. Tức nghĩa là khi mà mình đã tạo rồi mình không có can thiệp được, nó là nghiệp cũ rồi, nghe kịp không? Thì tôi nói lại mà mình cũng không giải được nó. Dạ con có câu hỏi giải là một chuyện khác. Cháu hài nha, bây giờ tất cả những cái nghiệp xấu mình đã tạo ra rồi, okay. Thì trong khi mà bây giờ mình như thầy nói mình phải tạo những cái nghiệp tốt, thì khi mà mình lâm chung á thì bây giờ cái nghiệp xấu mà nó quá khứ nó từ xa xưa rồi, ít quá rồi. Bây giờ cái nghiệp tốt mà nó đang xảy ra ngay bây giờ hiện tiền thì nó sẽ chung ra nó mạnh hơn rồi. Trong kinh nói thế này, trong kinh nói gì, trong kinh nói này, một bầy bò mỗi sáng được chủ mở cửa, con nào gần cửa nhất sẽ ra trước. Nghe kịp không? Yeah. Không có nói con bò đó là bò trắng, bò đen, bị móc gì hết. Khi mà mở cửa, con cửa này tức là cái lâm chung á. Nghe kịp không? Lâm chung, biết lâm chung không? Là ngát á. Yeah. À, thì con nào gần cửa nhất thì con sẽ ra trước. Không có chết niệm. Có nghĩa là mỗi người luân hồi có vô số nghiệp đúng không? Yeah. Thì là bài chen không thầy, bài chen không nhiều. Nó chen thì á. Nó chen đây, nó chen. Bài chen có nào tới. Đâu. Cái gì mới vừa xong là nó sẽ ra. Coi nè, coi nè. Cứ mà hỏi lấy đi cái nàng nha. Đi đi. Đây, 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 coi nè, coi nè. Cái kiếp này nè. Các vị có nhìn trong toán cái chữ này là cái nghĩa là gì? Trong toán này nghĩa là gì? N nghĩa là gì? Phải không? Đúng không? Rồi đó, bây giờ biết sao nghe nào luôn nè. Thấy chưa? Yeah. Rồi, bây giờ kiếp này là tôi tạo cái nghiệp. Cái nào mà trổ quả thì kiếp này. Rồi cái này nó trổ quả thì cái này. Nhưng mà nó có cái này. Là có nhiều khi á, cái nghiệp này đó, nó mạnh á, thì tôi tạo nó trổ ngay kiếp sau, hiểu không? Nghe kịp không? Yeah. Có khi nó yếu hơn chút, nó trổ vào kiếp này. Lúc nó yếu hơn chút, nó trổ vào kiếp này. Nhưng có lúc nó yếu, nó trổ ngay đây nè. Nghe kịp không? Nó càng yếu thì nó càng lâu ra quả. Nghe kịp chưa? Nghe. Hiểu hả? Dạ, hiểu. Thì như vậy thì bây giờ kiếp này tôi tu cả đời, tôi tu trên núi, tôi tốt bụng dữ lắm. Nhưng mà theo cái gì lúc tôi chết á, thì cái số nghiệp quá khứ á, nó có khả năng chi phối cái chết được. Có. Hả? Nó chi phối chứ. Có. Tuyệt đối chứ không phải không? Tại vì kiếp này nó thời gian kiếp này là mấy năm đó đi.
80 năm. Còn thời gian mà cũng tạm nghiệm quá khứ là mấy năm? Vô tận. Thì cũng 80 đấu vô tận cái nào mạnh? Vô tận. Bởi vậy vậy mà cũng làm sao những cái mặt nó sáng mà nó như cái đêm 30 mình cứ bị. À, ai hiểu không? Lâu lâu bị cái gì? Nhưng mà mình hành giả tốt mà mình kiếp cái tâm mình trong cái chánh niệm nhiều. Dạ thưa, dạ thưa trời nổi. Cô tu bao nhiêu? Cô tưởng tượng kiếp này của cô bao nhiêu hồi nãy bà này nói mấy năm? Bịa đại đi sắp chết rồi bao nhiêu năm? 80 năm. À, cái thời gian cô làm bậy trước trước bao nhiêu năm? Số kiếp. Thì cô tưởng tượng một thằng mà đấu với 1 tỷ thằng là có nghĩa thằng nào mạnh? Cô tưởng tượng được không? Chuyện vậy mà một đứa tiểu học nó cũng hiểu nữa mà nó đang xé bằng dục. Nếu vậy tu chứ thầy. Hả? Ủa, nó nói không? Nó nữa. Cái chuyện mà nó cái chuyện mà kiếp này á mà con đi đâu á là không quan trọng, quan trọng là mai này cô phải bây giờ cô phải ráng tu để mai mốt đừng có tái sanh nữa. Nghe kể không? Thì trước khi mà thành thánh thì cái chuyện mà cô phải đọa là cô phải chấp nhận. Chứ còn cô nói ở thôi giờ vậy có bao nhiêu tiền tôi làm anh ra thì bắt ra nợ thôi tôi khỏi đi làm luôn. Có nợ nói vậy không? Có nợ thì phải trả chứ. Còn khi nào mà nó có dư ra thì mà làm giàu nghe. Chứ còn giờ có nợ phải trả chứ. Giờ nói kiểu cô thôi tôi vừa nợ vừa thuế tùm lum chắc tôi cũng đi làm tôi tưởng sao làm mất hết là vừa đắt nợ cho ông nội mất kiến là vừa trả thuế nhà nước thì thôi dẹp khỏi làm luôn. Vậy cô có làm gì nó được không? Chứ tôi làm không được tôi vẫn phải đi cài tiếp, tôi vẫn mới về mỗi tháng trả cho ông nội này được trả thuế nhà nước thì để mới làm. Tại vì tôi nuôi con đúng không? Chồng bỏ con đau bây giờ này còn ngồi giận nói vừa đã nợ vừa đóng thế dẹp khỏi làm luôn hai mẹ con dắt nhau ra ngoài cầu ở. Để nên đây cái gì, cái chuyện mà quý vị hỏi tôi là quý vị tu kiếp này mà có chắc đi lên hay không thì không, tôi nói không chắc là bởi vì cái nợ quý vị nhiều quá, nợ xấu bad credit nhiều quá. Tại vì bà nghe nó bad credit không thằng đi làm nó bay đợi tóc công hội đợi cái hướng thằng kiếm dưới chắc bị đen nè nó chỉ có nghĩ đen nó mới suy nghĩ kiểu đó thôi. Cái da vàng nó không suy nghĩ kiểu rất là kỳ cũng như vậy, nghĩa là người ta tao ta làm tao như như vậy khỏi làm luôn đang đợi cấp trời ăn trước tem nghe kiểu không, cho nên nó là